Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với AZ Rancho Channel và mình là Phát Nguyễn. Trong video ngày hôm nay sẽ là một cái video update những cái loại cá đang có tại shop. Anh em nhớ xem hết video nha. Cá đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với anh em đó là cái hồ Rancho Calico size 1 ngón. Thật ra là nó size hơn 1 ngón anh em, gần 1.5 ngón. Cá lần này khá là to và khá là nhiều. Anh em thấy không, trong hồ bơi đặc nghẹt luôn. Anh em nào thích thì có thể tha hồ ghé lựa luôn ha. Số lượng rất rất là nhiều. Chất lượng thì anh em có thể quan sát kỹ hơn để mình vừa gần cho anh em để anh em thấy được chất lượng cá như thế nào. Size thì rất là to nha, chứ không phải size nhỏ nhỏ như mọi khi là size khoảng tầm một ngón thôi, nhưng mà đợt này thì cá nó khá là to, size khoảng một ngón rưỡi luôn á. Hồ này thì bao gồm hai loại nha anh em. Loại thứ nhất là Rancho size khoảng 2 ngón rưỡi thì giá của nó là 200 ngàn một em, là mấy em bự bự mập mập á, trong clip á là 200 ngàn. Còn loại thứ hai cũng là Rancho Calico luôn, nhưng mà size nó nhỏ hơn, size khoảng tầm ngón cái thôi, thì cái loại này là 50 ngàn một em. Tại vì số lượng hai loại này nó không có nhiều, nó khá là ít, cho nên là mình bỏ chung luôn một hồ. Số lượng nó không còn nhiều nữa, anh em nào mà ưng ý mà bắt số lượng lớn thì cứ inbox mình để giá rẻ luôn, để thanh lý dọn hồ luôn nha. Đó, loại này là 200 và 50, lớn 200 còn nhỏ là 50 nha. Hồ này là hồ Rancho Calico mà cá nó thuộc loại là hơi dạt, hơi tập lỗi nha anh em, size khoảng tầm 2 ngón hơn, thì giá lẻ là 80 ngàn một em. Còn anh em nào mà bắt từ 10 em trở lên đó, thì có giá siêu tốt siêu mềm luôn. Đấy, anh em nào thích thì cứ mình nhận inbox mình, 10 em trở lên có giá tốt. Đây, mình quay gần để anh em nhìn cho rõ hơn. Còn nếu anh em mà bắt số lượng lớn luôn á, số lượng sỉ đó, là từ 50 em trở lên á, thì là có giá mềm nữa nha. Cái đó là giá sỉ, anh em mua về bán bao có lời luôn. Hồ này là hồ Rancho Hybrid size khoảng 2 ngón tới 2 ngón rưỡi, thì giá của nó cũng là 120 ngàn một em luôn, và mua từ 10 em trở lên cũng có giá tốt luôn. Thì cái đợt này thì da cá nó hơi to hơn so với mọi khi thì cá chỉ được size 2 ngón thôi, nhưng mà đợt này không biết sao tại nó giao mình cá nó hơi to hơn mọi khi, size rất là to luôn, nhưng mà giá vẫn như cũ, tại vì mình giá nhập bao nhiêu thì mình vẫn bán bấy nhiêu, chứ mình không có lên giá theo size, mình bán theo giá nhập ở trại, dù trại bán bao nhiêu thì mình cứ đem về mình vẫn để lại cho đem, trại nó không lên giá thì mình không lên giá, còn trại nó lên giá thì mình mới lên giá nha. Đây, đó, này coi kỹ nha, anh lộng đậu xù đàng hoàng nha. Đây, còn đây là hồ Rancho Calico size 2 ngón, là Rancho đồng đen size 2 ngón. Thì đây, hồ này là hồ 120 ngàn một em nha. Nếu bắt từ 10 em trở lên cũng có giá tốt luôn. Thì hồ này cũng cá cũng mới về không bao lâu, cho nên vẫn còn rất là nhiều em màu đẹp, body đẹp. Nên anh em nào mà đang tìm Calico thì nhớ nhanh chóng ghé shop mình để lựa cho mình được những con cá đẹp nhất nha. Chứ ghé trễ là nhiều khi khách bắt hết cá đẹp rồi. Còn vẫn còn màu bò lem luôn, đây là một trường hợp khá hiếm gặp nha. Bình thường là đăng lên là bò lem là bị anh em vô hốt tiền, hôm nay thì vẫn còn may mắn còn được vài em.
chứ lúc trước là lâu này về bò lên cũng khá nhiều á, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại vài em thôi. Hồ này là hồ Ranh Chu, size 3 tới 4 ngón. Giá của hồ này là 500 ngàn một em. Thì trong đây là đa số là hybrid, có hai em calico thôi. Đây là một em này. Và bên đây là một em nữa. Hai em calico thì size khá là to so với những em hybrid, nhưng hồ này là hồ đồng giá hết, là 500 ngàn một em. Cá lớn cá nhỏ gì cũng đồng giá hết nha anh em. Và hồ này nếu anh em bắt từ 5 con á, thì giá của nó sẽ là 400 ngàn, là coi như sale sập sàn luôn đó, giảm 20% luôn á. Gần gần đây, anh em ưng em nào thì cứ chụp hình rồi khoanh tròi em đó, rồi gửi cho mình sẽ quay clip chi tiết em đó để gửi cho anh em trước khi anh em quyết định là có chốt hay không ha. Hồ này là hồ Ranh Chu, size khoảng tầm 3 tới 3.5 ngón. Thì giá của hồ này là 400 ngàn một em. Và nếu anh em bắt 5 em á, thì sẽ có giá là 300 rưỡi. Đây, trong hồ này thì đa số là hybrid. Trong đây có một em tàu cục Tricolor luôn nha, tàu cục Tricolor cũng giá 400 luôn. Tại vì còn có em nhất không biết bỏ vô hồ nào nên quăng vô hồ này luôn. Đó. Hàng này là hàng chất lượng ngon lành nha, nên ông đầu sù body đẹp nha. Anh em thích em nào thì cứ chụp hình khoanh tròn lại và gửi cho mình sẽ quay clip chi tiết và gửi lại anh em để anh em có thể xem kỹ hơn. Đây là hồ cuối cùng mà mình muốn giới thiệu, đây là hồ Ranh Chu Hybrid, giá 300 ngàn một em. Đây, số lượng còn khá là nhiều, và nếu hồ này á thì anh em mà bắt từ 5 em thì giá là 200 rưỡi thôi, giá rất 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 tốt luôn nha. Còn nếu anh em bắt mà số lượng nhiều nữa, ví dụ 10 20 em thì có giá tốt hơn nữa đó. Anh em cứ quan sát kỹ trong clip nha. Còn là thích em nào hay là muốn ngắm kỹ hơn em nào thì đừng ngại inbox mình sẽ bắt ra và quay clip riêng cho anh em để anh em xem kỹ hơn. Và đặc biệt là bên mình thì vẫn ship tỉnh bình thường, tuy nhiên bây giờ là đơn hàng ship tỉnh của bên mình sẽ từ 500 ngàn trở lên thì bên mình mới ship, vì bây giờ vật giá nó leo thang quá rồi, thùng xốp bây giờ nó cũng lên gần gấp đôi lúc trước rồi, phí ship bây giờ nó cũng lên nữa, tại vì phí ship từ nhà ra bến xe bây giờ nó cũng lên cao lắm rồi nè, cho nên là nếu mà đơn thấp hơn 500 thì gần như là không còn gì cả. Chi phí thùng xốp, chi phí ship thì nó nước ăn gần hết rồi, cho nên là phải từ 500 ngàn trở lên thì bên mình mới nhận ship ha. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em cảm thấy video này hay, thú vị và hữu ích thì nhớ đừng quên like video và bấm nút subscribe hay là đăng ký kênh ở bên dưới. Nếu như anh em đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào hình cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Nếu như anh em muốn mua những cái sản phẩm của AZ Ranh Chu thì có thể ghé trực tiếp shop ở địa chỉ là 73-9 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là có thể liên hệ với mình qua các kênh như là Facebook, Zalo. Ngoài ra các bạn còn có thể đặt mua tại Shopee và Lazada. Thì tất cả những cái thông tin về AZ Ranh Chu sẽ nằm ở phần mô tả video, các bạn có thể xem chi tiết hơn ở đó. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.